chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo thông báo kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của các cơ quan địa phương trên địa bàn thành phố. Trong đó, Cục Hải quan Đà Nẵng tiếp tục được đánh giá cao trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, Cục Hải quan Đà Nẵng được Ban chỉ đạo đánh giá cao về công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, xếp thứ hai khối các cơ quan trung ương với 91,3 điểm về ứng dụng công nghệ thông tin và 85,5 điểm về cải cách hành chính. Kết quả này đã phản ánh được những nỗ lực của Cục Hải quan Đà Nẵng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, duy trì hệ thống công nghệ thông tin hải quan ổn định, thông suốt, bao phủ và hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực trọng yếu về quản lý hải quan, như thực hiện thủ tục hải quan, nộp thuế, quản lý hàng hóa tại cảng biển, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, quản lý nội ngành. Theo kết quả tổng hợp, liên tục từ năm 2016 đến nay, Cục Hải quan Đà Nẵng cùng với Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng luôn là một trong ba đơn vị đứng đầu về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.